Tập 10. Thả lỏng nào. Mau đi đi. Anh muốn đi ăn với em. Không cần đâu, hôm khác ăn cũng được. Mau đi tìm họ đi. 15 phút không kịp rồi. Kịp mà 5 phút là anh tới. Mau đi đi. Được, thả lỏng, bye bye. Cô Tiểu Hạnh, cuối cùng chị cũng về rồi. Sao vậy, ba chưa tới đón sao? Không biết, điện thoại Trần Nhất Thành gọi mãi không được. Không biết rốt cuộc anh ta bị làm sao nữa. Cô Tiểu Hạnh tìm ba giúp cháu đi. Cháu nhớ ba rồi. Chị Tiểu Hạnh, hoặc là chị đưa Đô Đô về nhà chị, hoặc là đưa Đô Đô về nhà, chị tự chọn đi. Còn em lát nữa phải đi gặp anh chàng đẹp trai mẹ em giới thiệu cho. Thứ lỗi em không chờ được. Chúc em thành công. Vậy chúng ta phải làm sao? Cháu có tìm được ba cũng không thể về nhà với ba. Tối qua cháu cùng ba ngủ ở McDonald's đó. McDonald's sao? Tại sao? Không biết. Alo Đinh Học Kỳ, anh đóng tiền nhà cho Trần Nhất Thành chưa? Anh đóng tiền nhà một năm cho anh ấy rồi. Phải, đóng rồi. Thấy bà mẹ anh rồi, cấp mấy trước đây. Đô Đô à, chúng ta đi ăn món ngon. Ăn xong rồi đi tìm ba với cháu. Dạ được. Cháu muốn ăn gì? McDonald's. Vẫn là McDonald's à? Mình đổi món khác có được không? Dạ được. Đi nào. Kiên nhẫn, kiên nhẫn một chút. Con trai, mẹ. Ông thấy sao? Tôi bảo tôi gọi điện là con trai nó về ngay. Con trai, hơn nửa năm không gặp, nhớ con quá. Ôm một cái nào. Ba, đi nào, mở cửa đi. Con trai vẫn ổn chứ? Vẫn hợp khẩu vị ba mẹ chứ? Đây là cơm tiệm ngon nhất gần nhà con rồi. Con không mua cơm trắng vì cơm hàng đó hơi sượng. Nên là xin lỗi. Cũng ngon mà. Ổn rồi, hương vị cũng khá ngon. Vậy à, chỉ là không có cơm thì hơi mặn. Giờ ba con huyết áp cao, bác sĩ bảo phải cắt bớt muối. Xin lỗi, dạo trước chú Phạm của con tìm ba. Lão Phạm tìm ông làm gì? Bà quên sao? Ông ấy có đứa con gái tên Phạm Tử Ngọc, hồi nhỏ thường tới nhà mình chơi. Biết chứ. Bạn thuở nhỏ của con, còn là bạn đại học. Đúng, con biết. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Phạm Tông Hán nhắc tới Phạm Tử Ngọc. Chuyện này mẹ con cũng không biết, ba cũng chưa nói. Sao? Sao đây? Diệp Y sóng gió chưa? Sóng gió gì? Còn cần ba nói thẳng sao? Phạm Tông Hán đã tìm ba rồi, còn giấu được chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì hết. Chú ta ăn nói linh tinh gì với ba sao? Ba tin là con là người có nguyên tắc. Con cảm ơn. Hai người nói gì vậy? Lan man quá, tôi nghe không hiểu. Mẹ không cần phải biết. Con sẽ tự xử lý. Ba chỉ muốn hỏi han, ba không muốn can thiệp gì hết. Nếu như ba mẹ tới là để thẩm vấn con và Phạm Tử Ngọc có chuyện gì, ba hỏi một chút có gì sai?
ba. Con không nói ba sai. Con nói con tự xử lý được. Con nói là con xử lý được. Được không? Rốt cuộc Phạm Tử Ngọc làm sao? Không sao hết. Ba, người khác nói gì ba đừng có tin. Đó toàn là nói nhăng nói cuội. Tin con là được rồi. Có được không? Mẹ đã không biết thì tiếp tục không biết. Không có ý nghĩa gì hết. Được chứ, ăn cơm thôi. Chẳng lẽ trong mắt con ba mẹ tệ vậy sao? Không có chút ý nghĩa gì sao? Ba, mình có thể ăn cơm tử tế không? Có được không? Ông xem cha con ông kìa. Ông cũng thật là đang yên lành, nhắc tới lão Phạm làm gì? Giờ người ta cũng giàu rồi, cũng dọn đi rồi, nhà mình cũng sống tốt, không qua lại gì nữa, thì nhắc ông ấy mãi làm gì? Con trai, mẹ tin con. Ba con cũng tin con. Con là con trai của ba mẹ, sao ba mẹ không tin con được? Được rồi, được rồi. Dù rằng mẹ không biết là chuyện gì, con cũng đừng giận nữa. Nào, ngồi xuống ăn bữa cơm. Con xin lỗi. Được rồi, được rồi. Nào mau ăn cơm nào. Ai vậy? Cô tìm ai? Chứ không phải nhà của Trần Nhất Thành sao? Cô ấy không sống ở đây nữa. Không sống ở đây. Không sống ở đây từ khi nào vậy? Hôm qua vốn là cậu ấy có một người bạn trả hết tiền thuê nhà còn nợ và ứng cả tiền thuê nửa năm tới. Nhưng mà hôm qua cậu ấy đột nhiên tới tìm tôi, bảo là không thuê nữa, đằng đặc đòi tôi trả tiền thuê cho cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy có vẻ gấp gáp, như là có chuyện gì đó, nên trừ lại nửa tháng, trả cậu ấy 5 tháng rưỡi, tổng cộng hơn 20 ngàn. Vậy anh ấy có nói là làm gì không? Không. Cô Tiểu Hạnh ơi, khi nào mình mới tìm được ba cháu? Cái gì? Trần Nhất Thành biến mất à? Không sao, không sao. Làm phiền rồi, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Xin chào. Cho hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô không? Tôi muốn hỏi Trần Nhất Thành làm việc ở đây có phải không? Trần Nhất Thành, hôm qua cậu ấy nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, dẫn lên từ chức không làm nữa. Không làm nữa sao? Đúng vậy. Nghe nói là đi chơi hợp đồng tương lai chứng khoán gì rồi. Chơi chứng khoán. Lão Đinh, ban ngày ông cãi nhau với con trai gây gắt cái gì vậy? Phạm Tử Ngọc đó suốt cuộc làm sao? Đó là chuyện của nhiều năm trước. Nghe nói con bé này chịu tổn thương trong tình cảm, rồi gặp tai nạn xe, suýt là mất mạng. Vết thương lòng sao? Đúng vậy. Trời ạ, không liên quan tới học kỳ chứ? Phạm Tông Hán thì không nói là vì học kỳ, nhưng mà lại có một người tung ra một tấm ảnh của Tử Ngọc và học kỳ. Cảnh đó không nhìn nổi. Nghiêm trọng vậy sao? Ý Phạm Tông Hán là vụ tai nạn xe con gái con ấy cũng liên quan tới học kỳ. Nhưng mà tôi hỏi đi hỏi lại, ông ấy cũng không đưa ra được chứng cứ gì, chỉ có mỗi tấm ảnh đó. Nhưng mà bà xem thái độ của học kỳ đó kháng cự, không muốn giao lưu với tôi. Cái thằng này, đừng đóng vội, cứ từ từ. Nào, đưa khăn cho tôi. Đằng sau chưa có lau sạch kìa. Tôi lau cho ông. Tiểu Hạnh, cô qua đây. Còn ai vậy? Trần Nhất Thành. Con có Trần Nhất Thành. Này, con Trần Nhất Thành để ở chỗ làm của con sao? Nó đi học ở chỗ con bao lâu rồi? Được một thời gian rồi. Gọi điện thoại thì anh ấy không nghe, tới giờ cũng không tới đón. Vậy phải làm sao? Con đâu thể để con bé lang thang ngoài đường nên đón về. Trần Nhất Thành cũng tác tệ quá rồi. Này là được nước làm tới còn gì.
Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm gọi cái gì? Dương Tây An. Alo, ông bị dở hơi sao? Nửa đêm rồi, có biết tôi khó ngủ lắm không? Uống gì thuốc an thần mới đi ngủ, ông phá cái gì vậy? Gọi gì chứ? Tôi đâu biết bà uống thuốc an thần. Được, xin lỗi bà. Được rồi, có gì mau nói. Được, vậy tôi nói nhanh. Là như vậy, Trần Nhất Thành đã gây rắc rối cho Tiểu Hạnh. Cậu ta để con ở nơi làm việc của Tiểu Hạnh rồi biến mất. Tắt nguồn điện thoại, trả cả nhà, nghỉ việc luôn, chơi trò mất tích. Bà coi, tôi muốn báo cảnh sát là sợ Tiểu Hạnh không vui. Bà coi, Trần Nhất Thành tắt tệ quá, cứ như vậy cũng không ổn. Nè, tôi hỏi bà, phải làm sao mới tìm được Trần Nhất Thành? Cái gì chứ? Trần Nhất Thành muốn làm gì? Tôi nói ông nghe, không được để cậu ta làm bậy. Được rồi, tôi không ngủ nữa. Tôi đi rửa mặt rồi nghĩ đối sách. Làm cái trò gì vậy chứ? Sao lại để con lại? Trần Nhất Thành, anh đang ở đâu vậy? Tiểu Hạnh, xin lỗi, anh không nên để Dodo ở chỗ của em. Không đi đón Dodo. Em bảo Dodo lát ba qua đón nó. Xin lỗi Tiểu Hạnh. Xin lỗi, nói em biết anh đang ở đâu. Trần Nhất Thành. Trần Nhất Thành. Đinh Học Kỳ, em biết anh đang ở với ba mẹ, mà giờ em có việc gấp, anh ra ngoài một chuyến được không? Được, không thành vấn đề. Nhưng mà nói anh biết xảy ra chuyện gì. Em nghĩ là Trần Nhất Thành gặp chuyện rồi. Được, cúp nha. Mới sáng ra cô đi đâu vậy? Đứa bé đâu? Con đi tìm Trần Nhất Thành. Con vừa gọi nấy không nghe máy. Con sợ nấy gặp chuyện gì. Được rồi, con đừng đi, để ba đi. Không cần, Học Kỳ đi với con. Ba trong Dodo hộ con là được. Con sợ nó chạy tìm ba nó. Con đi đây. Này, con cẩn thận đó. Học Kỳ chưa tới thì con đừng có chạy lung tung. Em yêu đừng có căng thẳng. Em nói anh biết anh ta có khả năng đi đâu. Được chứ, để anh biết phương hướng còn lái qua đó. Lúc nãy trong điện thoại em nghe tiếng tàu hỏa. Tàu hỏa, ga tàu. Được, ga tàu. Không đúng, không giống ga tàu. Vậy ở đâu còn tàu hỏa? Có khi nào là đường sắt gần nhà anh ấy không? Cái đường sắt tàu hay đi qua phải không? Vậy thì tới đó. Nào đo chuẩn nhé. Làm gì vậy? Đừng vào. Đây là hiện trường sự cố. Ở đây xảy ra tai nạn xe sao? Đúng vậy, có ai bị thương không? Có một người đưa vào viện rồi. Nam hay nữ? Nam, tầm 1m75, say bí tỉ, trên người không có giấy tờ, không liên lạc được với cả người nhà. Anh có ảnh hay gì không? Có, Tiểu Dương. Tiểu Dương lại đây, có ảnh không? Cho con ta xem ảnh đi. Hai người có quen không? Bệnh viện nào vậy? Bệnh viện Nhân dân số 1. Mau đi. Cảm ơn. Trần Nhất Thành, anh làm cái gì vậy? Thích uống rượu say khướt vậy sao?
Sự trắng trụi vàng hay vàng đỏ? Giờ anh cho em biết, anh muốn uống gì em mua cho anh liền. Mua xong anh uống tới sáng đi. Đừng, ý của em không phải vậy. Cái gì mà ý em không phải vậy? Thấy anh ấy là em tức. Lớn vậy rồi còn không tỉnh táo. Anh có nghĩ tới con mình không? Cho con qua đêm mới mặc đồ đồ. Anh có nghĩ tới không? Trời lạnh như vậy anh làm gì chứ? Chỗ em không phải chỗ gửi con. Em chỉ mở phòng vẽ tranh. Anh để ý một chút được không? Bao nhiêu năm rồi sao anh cứ toàn làm hỏng việc vậy? Thôi, em ra ngoài với anh một lát. Ra ngoài đi. Thì ra ý của em không phải gì vậy. Anh làm gì vậy? Em đang làm gì vậy? Thì em giận. Anh biết là em giận, anh hiểu mà. Nhưng mà anh ta đã như vậy rồi, em có thảm không? Anh ấy thảm hay đô đô thảm? Anh ta là đàn ông cần thể diện. Mục đích chúng ta tới đây để làm gì? Để giải quyết vấn đề. Thì đúng rồi. Ngay cả xảy ra chuyện gì em còn không biết, đã mắng cho một trận xối xả. Giải quyết được vấn đề chưa? Chưa đúng không? Hít thở sâu nào. Điều chỉnh lại. Thêm lần nữa. Được rồi. Anh vào trong. Em hạ quả. Chờ ở đây. Được không? Trạng thái em bây giờ không hợp thăm bệnh. Ok. Tôi xin lỗi trước. Xin lỗi. Tôi chưa từng thấy cô ấy giận như vậy. Nhưng chắc chắn là vì cô ấy quan tâm anh. Hiểu không? Tiểu Hạnh nói đúng. Tất nhiên rồi. Nó có lý thật. Không thể không thừa nhận. Anh biết không, đôi khi con người ta gặp lại người yêu cũ, đại đa số sẽ mong người yêu cũ sống tốt hơn mình, hạnh phúc hơn mình, xem như là niềm an ủi. Kết quả anh là như trò cười. Tôi nói câu này anh giận lắm phải không? Vậy anh đánh tôi đi. Nào, đánh một cái nào. Nào, cho anh một cơ hội. Nhấc cái tay truyền dịch lên, đánh tôi đi. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Nếu không vì Đô Đô, tôi đã đi tìm Dương Thước lâu rồi. Thái độ này đúng là có chuyện. Có thể tâm sự rồi. Được, giờ chúng ta bắt đầu. Tại sao? Chúng tôi mượn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Bị người ta giục nợ mỗi ngày. Sau đó có một cơ hội. Một người bạn giới thiệu có thể làm đòn bẩy tài chính gấp 6, mua chỉ số mặt hàng kim loại nặng của nước ngoài. Tôi muốn cược một ván. Tôi trả nhà. Đợt trước bán được căn biệt thự lấy được tiền hoa hồng cũng bỏ vào đó hết. Tôi muốn cược một ván. Ai mà ác nhân vậy? Mong cho anh chết sao? Đòn bẩy mà cũng dám chơi. Học kỳ anh không biết mùi vị đó đâu. Mỗi ngày bị chủ nợ dí cho trốn lui, trốn đuổi. Đồ đồ muốn ăn trứng gà mà tôi còn phải suy nghĩ. Có thể anh cũng không được biến mình thành con heo chứ. Đòn bẩy không được chơi đùa. Đó là cờ bạc anh biết không? Là cờ bạc. Tôi chỉ muốn cược một ván. Mất bao nhiêu tiền? 200 ngàn. 200 ngàn sao? Anh nên thấy còn bay đi. 200 ngàn mà anh coi tôi làm như vậy. 200 ngàn không phải cuốn. Em biết anh làm gì? Đừng tưởng em không biết. Anh dây nặng lãi phải không? Anh ấy dây nặng lãi kìa. Đòn bẩy. Anh còn dây nặng lãi phải không? Anh dây nặng lãi sao? Anh, dây đằng lãi và đòn bẩy là một chuyện sao? Tỉnh lại đi bạn. Hỏi anh đó. Dây nặng lãi. Thật tình. Tiểu Hạnh à, Giang xin hai người, cho tôi mượn thêm ít tiền được không? Cho tôi mượn thêm ít tiền, tôi đưa Đô Đô rời khỏi đây. Tôi đưa nó tới Đông Nam Á, tới Myanmar, đi Thái hay là đi đâu cũng được. Chỉ cần rời khỏi đây. Anh bảo bọn em giúp anh vượt biên sao? Anh để con anh thành người không quốc tịch, không danh tính sao? Anh đúng là. Được rồi, để anh. Xong anh đánh cho em. Được rồi, đánh rồi. Vậy tôi phải làm sao? Tôi hỏi anh,
Tôi không thể để. Nghe đây, nợ bao nhiêu tiền? Dây đằng lãi cộng thêm đòn bẩy. Lần này anh nói hết một lần đi, đừng có rặn ra từng chút nữa. Bao nhiêu tiền? Nói. Chắc hơn 1 triệu. Sao? Hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu mà anh đưa con anh đi lang thang giật giờ khắp nơi, làm liều luôn. Không nghĩ tới tương lai của hai người sẽ thảm cỡ nào. Hơn 1 triệu mà anh làm được vậy sao? Nhưng mà tôi không thể để Đô Đô trúng lui trúng lũi với tôi tối ngày được. Nó còn nhỏ, nó không thể lớn lên trong hoàn cảnh này. Anh biết không, đây càng không thể vì 1 triệu mà làm ra chuyện đó, đúng không? Nhưng mà số tiền này cả đời tôi cũng không trả hết. Ai nói vậy? Đàn ông Đặng An có lý tưởng, có hoài bão. Cô ấy nói rồi, anh học giỏi, đạo đức tốt. Sao lại gãy vì 1 triệu hơn đó? Sao lại như vậy được? Sao lại không trả được chứ? Lấy gì trả đây? Anh nói xem. Hơn 1 triệu thôi mà. Tôi giúp anh. Hơn 1 triệu thôi. Tôi nói anh nghe. Anh điên rồi sao? Anh làm sao? Lúc này anh thể hiện cái gì? Anh đâu có hơn 1 triệu. Em đừng nóng. Giờ anh sợ em lắm. Thật đó, em đừng có quát anh. Anh đóng tiền nhà cho anh ta 1 năm mà, đúng không? Giờ anh ta còn nợ anh, không có tiền trả anh. Anh là chủ nợ mà, đúng không? Nói anh đó. Được. Tiền nhà qua là tôi đóng, đúng không? Tôi đóng tiền nhà cho anh 1 năm, đúng không? Tôi trả nhà rồi, tôi biết anh trả nhà rồi. Sau đó đi chơi đòn bẩy rồi thua hết, lại đi vay nặng lãi lại thua, cộng lại hết hơn 1 triệu, có đúng không? Có phải anh? Nhưng mà anh cũng nợ tôi mà. Tôi cũng là chủ nợ của anh, đúng không? Có phải không? Được. Có một câu hỏi lựa chọn. Anh nghĩ đi. Nghĩ kỹ rồi nói tôi biết. Xem anh có chịu không? 1 triệu hơn anh mượn bên ngoài. Tôi sẽ gánh nó cho anh. 1 triệu hơn này cứ để tôi. Anh cho tôi gặp chủ nợ đó. Mọi khoản tiền trả làm sao, lãi bao nhiêu là chuyện của tôi. Tôi trả cho anh. Vậy thì sẽ thành anh nợ tôi 1 triệu hơn. Không hạn chế thời gian, không có tiền lãi. Có tiền thì anh trả tôi, đây là cái đầu tiên. Thứ hai, làm sao để anh có tiền, anh làm việc cho tôi trả lương cho anh. Anh từ từ trả cho tôi. Lúc đầu có thể sẽ hơi ít, cứ xem như là sinh hoạt phí, nhưng mà sẽ ngày càng nhiều. Chuyện này tôi đảm bảo. Thứ ba, không được, tôi cho phép anh tuyệt đối không được rời khỏi địa phương, càng không được đưa Đô Đô rời khỏi địa phương hoặc xuất cảnh, trừ khi được tôi chấp thuận. Thứ tư, chuyện gì cũng phải nghe tôi. Chỉ cần không vi phạm điều khoản nào của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không làm chuyện phạm pháp, thì anh phải nghe tôi hết. Tôi đến tới ba, anh suy nghĩ đi. Đồng ý. Được. Người thông minh. Vậy là đúng rồi. Đúng lúc tôi khởi nghiệp, tôi muốn tự mở công ty, vốn cũng định tìm anh làm cộng sự. Tôi nói với cô ấy rồi, tìm anh cộng sự làm chung với tôi. Quyết định như vậy đi. Cộng sự. Cảm ơn anh Học Kỳ. Được rồi, lo dưỡng bệnh đi. Bà nói, Học Kỳ đâu? Ra ngoài rồi. Nó được thật. Thầy đó, không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài. Con đã lớn vậy rồi, tại sao lần nào ra ngoài cũng phải báo với ông chứ? Làm sao? Mới tới đã muốn ra ngoài người cha sao?
Tôi nói này, lát nữa chúng ta ra khách sạn ở. Chúng ta đâu phải không trả nổi tiền khách sạn. Tôi cảm giác ở nhà của nó còn không có tình người bằng ở khách sạn. Ông xem ông đó, đi thăm con trai là ông, vui mừng hớn hở cũng là ông, tới nhà người ta không báo trước vẫn là ông, gặp một chút trắc trở đã than ngắn thở dài lại là ông. Ông nói đi, số của ông muốn làm gì? Bà coi nó xem, nó có nhiệt tình với hai chúng ta không? Vẻ mặt nó là sao chứ? Thái độ gì vậy? Sắc mặt cái gì vậy? Tôi không muốn nói luôn. Tôi đoán nó đi ngoài đường gặp một người quét rác thì nó còn thân thiết hơn chúng ta, bà biết không? Từ nhỏ con nó, bà đừng có nói từ nhỏ với tôi. Tôi không nợ nần gì nó hết. Sao? Tôi không cho nó ra nước ngoài học sao? Học phí không phải tôi rút bót sao? Còn muốn tôi làm gì nữa? Được rồi, được rồi. Chúng ta tới tổ chức sinh nhật cho con trai, không phải tới để bực bội. Được rồi, hôm nay nó về tôi sẽ nói chuyện với nó. Nói mai mốt mỗi ngày ra đường thì nhắn chúng ta một tiếng. Như vậy ông vừa ý chưa? Không phải tôi muốn can thiệp cuộc sống của nó. Tôi muốn sự tôn trọng tối thiểu. Tôn trọng, tôi là ba của nó, đó là con trai tôi. Nó không thể phớt lờ sự tồn tại của tôi như vậy. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi đi nấu cơm, không nghe ông lải nhải nữa. Tôi thấy hai người vẫn phải đi học đi. Chị Trân, làm gì vậy? Bé có đau không? Không sao. Hơi hưng phấn một chút. Chị Trân à, tôi muốn nói với chị. Sao vậy? Tôi tìm được một công việc khá tốt. Vậy sao? Nên tôi muốn đi làm lắm. Ý cậu là cậu muốn rời khỏi đây? Tôi làm gì có lỗi với cậu sao? Không, chị đừng có hiểu lầm. Không phải ý đó. Kỳ thực, bảo tôi sợ khỏi đây thì tôi cũng tiếc lắm. Nhưng tôi gặp được công việc tốt như vậy, có lẽ cả đời này tôi chỉ gặp được một lần thôi. Công việc gì mà cả đời chỉ có một lần? Khởi nghiệp với Đinh Học Kỳ. Với ai? Đinh Học Kỳ sao? Cậu hài thật, anh ấy có ý tưởng hay lắm. Với lại chị cũng biết Đinh Học Kỳ rất là thông minh. Tôi mà làm với anh ấy không sai được. Không, nếu tôi nhớ không lầm, Đinh Học Kỳ đầy bất mãn với cậu. Khởi nghiệp với cậu sao? Nhưng giờ anh ấy chửi tôi, chứng tỏ vẫn xem tôi là anh em. Tôi nghĩ chuyện này vẫn còn cơ hội. Xem ra cậu tính đi thật rồi. Vậy được, tôi cũng không giữ được cậu. Khi nào cậu đi? Chưa đâu, anh ấy chưa có đồng ý. Cái gì? Nó còn chưa đồng ý. Cậu hài thật đó. Nên tôi qua tìm chị là muốn thông qua thân phận của chị. Chị xem, chị là mẹ vợ của anh ấy, có thể gây áp lực lên anh ấy không? Dương Hiểu Đông, cậu cũng khá quá, tính toán hay thật. Chị phải giúp tôi. Bảo tôi giúp cậu sao? Vậy được thôi. Để tôi xem biểu hiện của cậu. Vậy được, vậy chị làm đi. Tôi đi thể hiện ngay. Đi thể hiện đi. Sói đến rồi, sói đến rồi, sợ quá đi. Sợ quá đi. Vui dữ ha, ngoài cửa cũng nghe thấy. Chào bà dì đi nào. Bà ơi, vừa rồi bà nghe cháu gọi gì đó? Gọi ông là quan dân trường. Ông ấy là quan gì chứ? Bà quan, nghe nói ba nó về rồi, gặp tai nạn giao thông đó. Nhưng bà không sao. Vừa nãy tôi gửi cho cậu ta mấy cái bánh bao, phải không nào? Đào thơm ông một cái. Vậy con bé vào nhà mình sống ở nhà ông sao? 就住你家了
Bọn nó bảo đi giải quyết vấn đề, giải quyết xong thì đưa con bé đi. Lạ thật đó. Ông nói xem sao Trần Nhất Thành lại mất tích. Tôi hỏi rồi, bọn nó không nói. Ông làm tôi giật mình. Toàn chơi mấy trò nguy hiểm. Đô Đô, sao ba cháu lại mất tích? Cháu không biết. Đừng nói mấy chuyện này với đứa bé, con nói nó cũng không hiểu. Cái gì mà không hiểu? Con nít bây giờ có gì mà không hiểu? Hồi nhỏ bà ăn cháo ngu chưa chịu thôi sao? Nó lớn như uống bò sữa, trí não thông minh lắm, chưa chịu thôi sao? Không tiễn nhá, không cần ông tiễn. Giận rồi. Ý cháu là giận thì cứ giận. Tại sao không cho em đi? Nghe anh đi em yêu. Em biết anh đi đàm phán với ai không? Đáng sợ lắm. Sao anh có thể để mất cả Trần Nhất Thành lẫn vợ mình chứ? Bộ anh điên chắc. Đúng vậy, chính vì rất đáng sợ nên em không yên tâm. Nhưng mà anh có trí thông minh, anh có năng lực, anh có thể khiến họ tin anh đi. Anh làm được mà. Được không? Anh là một người trượng nghĩa, nhưng cũng là người làm người ta lo lắng nhất. Được rồi, bỏ chữ lo lắng đi. Không cần đâu. Cổ vũ cho anh. Anh sẽ khải hoàn trở về. Đợi đã. Hỏi anh câu này. Hôm nay là ngày gì? Tế bào não của anh đi qua đó mất rồi. Em để anh giải quyết xong chuyện này. Anh không nhớ ra. Vậy mau đi đi. Đi mau. Đi mau, về mau. Được. Đồ ngốc, sinh nhật mình cũng không nhớ. Ông muốn ở khách sạn thật sao? Vậy là giận dỗi con trai rồi còn gì? Tôi muốn hít thở không khí. Ở địa bàn của nó tôi hít thở không thông. Bà đi đặt một phòng riêng. Tối nay tổ chức sinh nhật cho học kỳ. Có tấm lòng là được rồi. Thôi được, tôi đặt phòng xong sẽ gọi cho nó. Thuộc Bi Gia sao? Tôi cũng biết. Học kỳ. Cái người mặc áo sơ mi qua. Người nào? Nhầm một chút mà. Bảo sao? Vừa rồi thuộc phát đó hay lắm. Xin chào, tôi là... Sao đây? Nghe đó còn muốn bảo lãnh cho cậu ta. Đúng vậy không sao? Là như vậy. Tôi ngồi được không? Ngồi đi. Cảm ơn. Anh cũng ngồi đi. Anh họ gì? Đem tiền tới chưa? Anh ấy nợ tiền của anh chắc chắn phải trả. Nhưng mà anh tính lãi nhiều quá. Đừng có nói lãi với tôi. Thấy chưa? Đây là giấy nợ cậu ta viết. Viết từ tháng trước. Giấy trắng mực đen. Bê pháp luật ra chơi với tôi sao? Tôi hiểu. Thấy việc làm ăn của tôi chưa? Làm ăn đàng hoàng hết. Thực ra dây mượn dân sự tôi hiểu khá rõ. Trần Nhất Thành, anh nhìn từ trên xuống dưới coi anh ta có cái gì. Anh ta không có gì hết. Dù có đi nữa, anh lấy mạng anh ta thì anh có được gì? Anh cần tiền chứ đâu có cần mạng, có đúng không? Nhưng vẫn phải đúng luật chứ. Tất nhiên. Tôi có đề nghị. Nói xem. Là tôi thay anh ta trả trước 10.000, bày tỏ thành ý.
tất cả tiền anh ta nợ chuyển qua tôi thành tôi nợ tiền các anh. Tất nhiên chúng ta phải tính lại lãi. Trước tiên là giảm một nửa. Tính tới hôm nay thôi. Sao lại không được tính nữa? Mỗi tháng tôi trả các anh 5%. 5%. Anh nghĩ đi. Anh tính đi. Con máy tính này anh tính đi. Cậu giỡn mặt tôi sao? Chúng tôi nghiêm túc trả tiền. Tiền khách. Anh làm gì vậy? Đi đi, mau đi đi. Không sao. Cậu không được đi, ngồi xuống. Không đi, không đi. Ngồi xuống. Đợi đã, đợi đã. Đợi đã. Khoan đã. Anh muốn tiền thôi mà. Phải. Có phải anh bất mãn về lời tôi vừa nói không? Tôi bất mãn lắm chứ. Anh bất mãn thì cứ nói. Anh nói tôi biết. Anh không nói làm sao biết. Anh nói đi, bất mãn chỗ nào? Tiền lãi. Không được thiếu đồng nào. Đâu có thiếu. Chỉ có điều tôi đặt điều kiện tiên quyết giảm lại một nửa. Và tính tới hôm nay thôi. Sau này không tính nữa thì tôi trả anh ngay. Chú em, cắt thẳng của tôi 300.000 rồi. Không có đồng nào. Và chỉ ít đi 300.000. Anh muốn cái nào? Này cậu là ai mà cậu kề với tôi? Nghe tôi tới Jack Ma chưa? Rồi. Họ hàng và cậu sao? Có giống không? Sao là họ hàng được? Tôi sẽ là Jack Ma thứ hai. Không nghe máy. Bà nói có ý đó là sao vậy? Không nghe máy cũng không dắt mặt tới. Chúng ta có lòng đón sinh nhật với nó. Còn nó chơi trò mất tích. Có khi là không thấy. Chờ lát nữa nó thấy nó gọi lại. Được thật. Mau gọi tiếp đi. Tiếp tục gọi. Tôi không tin đó. Đây là danh thiếp của tôi, nhớ giữ kỹ đó. Quý lắm. Công ty tôi sắp khai trương. Khi đó công ty sẽ tổ chức lễ khai trương quy mô lớn. Có một bữa tiệc tôi cũng chào mừng anh. Đưa các anh em tới tham gia dự tiệc công ty tôi. Khi đó tôi sẽ cho anh thấy tôi chơi trò này như thế nào. Còn trò anh chơi đã lỗi thời rồi. Tôi hỏi này chú em, rốt cuộc cậu là ai? Tôi nói rồi, tôi là Jack Ma thứ hai. Tôi không cần biết cậu là thứ hai hay thứ ba. Tôi vẫn giữ câu đó. Lãi không được, thiếu đồng nào. Bây giờ tôi trả cho anh 100.000. Tất cả điều kiện làm như tôi nói. Không được đổi điều nào. Anh không chấp nhận thì tôi đi về ngay. Một. Hai. Chú em à, chú em. Là như vậy. Chuyện này tôi không có quyết định được. Tôi phải bàn bạc lại với đại ca của tôi. Được. Ngồi đi đã. Tôi chờ anh. Tiếp đãi đi. Tiếp đãi đi nhé. Cậu không được đi đó. Không được đi. Không đi. Ngồi đi. Chị Tiểu Hạnh, mau xuống phụ em với. Bánh kem to quá. Bánh kem to vậy sao? Mệt chết được. Chủ sĩ nhà chị năm nay 30 tuổi rồi. Phải chúc mừng hẳn hoi chứ. Đẹp thật, đúng không? Đẹp quá. Sao vậy? Xin theo
tim đập nhanh như vậy? Suốt cuộc hai người làm sao vậy? Đinh Học Kỳ là tên ngốc, là cãi nhau sao? Không, chính vì anh ấy là một tên cực ngốc mới làm chị một lòng một dạ. Nói thật nha, em nghe không hiểu. Thắng liền 18 gián rồi. Thành thật xin lỗi. Hai chúng ta đừng solo nữa, hai người cùng chơi đi. Cũng đâu có chơi ăn tiền, đúng không nào? Nói trước rồi nhá, ai thua thì xếp bi. Nào xếp bi đi, Học Kỳ chúng ta chờ 5 tiếng rồi. Đừng chờ nữa, họ không đồng ý đâu. Xếp bi đi, xếp bi. Học Kỳ, anh vội cái gì, chờ lâu vậy rồi? Còn để bụng giây lát này sao? Đúng không? Phải chờ đến bao giờ? Anh nợ tiền hay tôi nợ? Không được giận đó. Tình bạn là trên hết. Đinh Học Kỳ, Đinh Học Kỳ, đại ca tôi nói là quen biết anh.